nhìn lại 5 sự kiện tiêu biểu năm 2019 cùng Color Media. Năm mới 2020 đang ngày càng đến gần. Trong không khí rạo rực của những ngày cuối năm, hãy cùng Color Media ngồi lại và chất lọc những khoảnh khắc ấn tượng. Tiếp tục đồng hành cùng các cộng đồng chuyên sâu về sales và marketing. Với khát khao được góp phần lan tỏa những giá trị và chia sẻ, nâng cao kiến thức chuyên môn, Color Media tiếp tục đồng hành cùng nhiều cộng đồng chuyên sâu về sale và marketing. Có thể kể đến như VMCC, Brand Workers, CSMO, CX Leader, BMUS, với những sự kiện quy mô nhằm giải quyết các bài toán chung của doanh nghiệp. Ra mắt phiên bản mới chương trình Khởi sự đầu xuân, tri ân khách hàng thân thiết. Trong năm 2019, Color Media triển khai phiên bản mới chương trình Khởi sự đầu xuân như một lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới các khách hàng doanh nghiệp thân thiết đã đồng hành cùng công ty trong những năm qua. Lấy cảm hứng từ những cộng vang xa, báo hiệu sự khởi đầu của may mắn trong văn hóa Việt. Chương trình giúp truyền tải thông điệp lời chúc một năm mới tốt lành của các doanh nghiệp trên đa dạng các kênh truyền thông, thêm các điểm chạm cảm xúc mới tới quý đối tác, khách hàng của mình. Hoàn thiện quy trình sản xuất theo chuẩn quốc tế. Bằng tinh thần không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên môn, Color Media luôn chú trọng xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất phim quảng cáo theo tiêu chuẩn quốc tế. Tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp All-in-One trọn gói khi kết hợp giữa agency và production house, Color Media mang đến cho khách hàng trải nghiệm làm phim 7 bước chủ động, từ tư vấn big idea tổng thể cả chiến dịch cho tới sản xuất bấm máy và xử lý hậu kỳ, giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh và tiến độ cho các dự án khó. Hơn 100 TVC, phim thương hiệu, phim doanh nghiệp được ra đời. Trong những ngày này tại Color Media, các bộ phận phòng ban vẫn đang chìm đắm trong cuộc quay công việc nhộn nhịp, bận rộn để kịp hoàn thành những dự án cuối cùng đóng lại năm 2019. Hơn 100 phim TVC, phim thương hiệu, phim doanh nghiệp đã được xuất xưởng, tự hào góp phần vào hành trình lan tỏa giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp tới đối tác khách hàng. Trong đó, có thể kể đến những dự án nổi bật hợp tác cùng các khách hàng như Vietcombank, Vietlott, TNA Holding, Tập đoàn Bảo Việt, Bảo Tín Minh Châu. Chào đón sinh nhật 9 tuổi với bộ nhận diện thương hiệu mới. Nhân dịp lễ kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi, Color Media đã có một bước chuyển mình đầy bạo dạn khi quyết định thay đổi hoàn toàn hình mẫu thương hiệu, bộ nhận diện thương hiệu. Lấy cảm hứng từ chính chiếc ống kính máy quay và nụ cười hài lòng của quý khách hàng, bộ nhận diện thương hiệu mới mang tới cảm xúc hào hứng, háo hức trước một hành trình mới, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới phía trước. Cũng trong năm này, Color Media đã chính thức chuyển về ngôi nhà mới tại phố Duy Tân, Cầu Giấy, nơi được mệnh danh là phố vua của Hà Nội bởi vị trí đắc địa và hệ thống giao thông thuận tiện, di chuyển dễ dàng. Bước sang năm 2020, Color Media sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển để cho ra đời thêm nhiều sản phẩm ấn tượng hơn nữa. Color Media. Things better. Action right.